từ đôi bàn tay trắng trở thành một giám đốc hợp tác xã chăn nuôi. Sản xuất và cung ứng hàng triệu con gà giống đạt chất lượng mỗi năm. Mạng lưới khách hàng trên khắp mọi miền đất nước, doanh thu lên tới hơn 4 tỷ đồng một năm. Đã tự tin rằng là mình là hiện tại đến thời điểm này là đã là một cái cơ sở sản xuất giống gà Lạc Thủy có tiếng ở địa phương và được khách hàng trên cả nước tin dùng. Anh đăng ký tham gia khởi nghiệp từ tháng 1 năm 2017 với mô hình nuôi gà Lạc Thủy sinh sản, bán giống. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, quy trình chăn nuôi của gia đình anh đã dần trở nên hoàn thiện. Và chỉ gần một năm sau đó, gà giống được sản xuất ra từ trang trại của anh đã có chỗ đứng trên thị trường. Hiện anh cũng là người sản xuất và cung ứng gà giống cho đa số các nông hộ chăn nuôi gà trong chương trình khởi nghiệp. Cái phương châm của chúng tôi mong muốn là luôn luôn mong muốn làm sao mà sản xuất được ra các cái con gà khỏe mạnh nhất và chất lượng tốt nhất để giao đến tận tay người nông dân. Từ những thành công của mình, tháng 3 năm 2018, anh Giang đã đứng ra thành lập hợp tác xã chăn nuôi, kêu gọi bà con nông dân trong xã cùng liên kết sản xuất, phát triển thương hiệu gà Lạc Thủy tại địa phương. Đến nay, hợp tác xã đã huy động được 9 thành viên tham gia với diện tích sản xuất là trên 30.000 m2. Quy mô chăn nuôi bình quân mỗi lứa là trên 19.000 con, trong đó có khoảng 9.000 con gà mái sinh sản. Số còn lại là bán thương phẩm. Hiện tại, mỗi tháng hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 123.000 con giống. Gà giống sau khi ra lò được chủng ngừa vaccine đầy đủ và vận chuyển đến tận nơi phục vụ khách hàng. Cũng trong năm 2018, hợp tác xã chăn nuôi gà Lạc Thủy đã được Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hòa Bình chứng nhận là cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Và với cái sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ của chuyên gia thì tôi cũng tự tin rằng là cái sản phẩm gà Lạc Thủy đi ra từ cơ sở của chúng tôi là được tiêm phòng đầy đủ và con giống khỏe mạnh nhất hiện nay. Đây là một hộ mà tôi đánh giá rất có nhiều tiềm năng phát triển. Vì từ cái bước sơ khai ban đầu anh ấy chưa dám quyết định để nuôi gà Lạc Thủy, mà anh đã thông qua cái vấn đề giúp đỡ của chuyên gia, anh ấy đã dám mạnh dạn đưa con gà vào nuôi trong chuồng kín. Đấy, và một cái kết quả rất là thành công đến bây giờ đã được khẳng định là gà Lạc Thủy hoàn toàn có thể nuôi nhốt, chứ không cần là phải nuôi thả như là một số các cái chăn nuôi truyền thống hiện nay. Và kết quả sau 2 năm triển khai thì anh Giang đã làm rất tốt cái vấn đề như vậy. Vâng, đó chính là thành quả của anh Giang sau hơn 2 năm tham gia chương trình khởi nghiệp. Từ những thành công đó thì anh Giang đang tích cực đầu tư kỹ thuật để phát triển mô hình của mình hơn nữa. Trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và đưa ra những hướng dẫn cho anh Giang trong việc phát triển đàn gà trong giai đoạn sắp tới. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi. Lần này trở lại, anh Giang sẽ đưa chương trình đến thăm một khu chuồng nuôi khác nằm cách khu vực trang trại của gia đình anh gần 2 km. Giới thiệu với lại chương trình với lại chuyên gia là khu này hoàn toàn mới. Do cái nhu cầu mình sản xuất con giống quy mô nó một ngày nó lớn lên thì mình thuê thêm cái khu này để mình chăn nuôi nó được cái số lượng lớn hơn. Diện tích ở đây là bao nhiêu? Diện tích thì cái chuồng mình thuê đây là khoảng 1.200 m2. Chúng ta thấy cái vị trí, cái khu vực chuồng ở đây thì có đảm bảo cái yêu cầu so với những cái chuồng mà trước đây chúng ta khảo sát ở nhà anh Giang ạ? Trước khi Giang chuyển sang bên cái chỗ khu vực chuồng mới này thì cũng đã hỏi ý kiến của tôi và tôi cũng đã có một cái thời gian để tôi tranh thủ xuống đây tôi xem Giang làm thì tôi nhận thấy tức là đây là một cái cơ sở chăn nuôi chuyên nghiệp của một cái gia đình. Cái chuồng này họ đặt ở trong một cái khu cách biệt với khu dân cư, gần như là chỗ này nó đặt ở trong một cái thung lũng núi đấy. Cho nên là nó chỉ có một đường vào duy nhất thôi. Đấy, cho nên chỗ này là cái chỗ mà
nếu như tổ chức chăn nuôi mà làm theo một quy trình chăn nuôi an toàn sinh học là rất tốt. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng vào xem là liệu việc tổ chức chăn nuôi ở cái khu vực mới này có khác biệt gì so với những cái khu chuồng trước không ạ? Dạ vâng, cháu mời chú ạ. Khu chuồng nuôi này được anh Giang thuê lại của một chủ trại nuôi gà trắng công nghiệp. Sau này khi con gà trắng không còn được ưa chuộng nên chuồng nuôi đã bỏ không từ hơn một năm nay. Anh Giang đặt vấn đề thuê lại để tận dụng diện tích, không gian nuôi và thiết bị có sẵn trong khu chuồng. Vào trong này thấy mát hẳn đây. Nhiệt độ chênh lệch so với ngoài kia ít nhất phải 4-5 độ. Thiết kế một đầu là có cái dàn nước và một đầu là cái quạt hút. Đấy, cho nên là khi mà quạt nó hút như thế thì toàn bộ cái khí ẩm nó chạy dọc theo chuồng, nó sẽ tạo cho cái nhiệt độ trong này nó giảm hơn so với bên ngoài. Cho chúng ta vào trong này chúng ta cảm thấy là rất là mát. Tầm chừng là khoảng 27-28 độ. Bình quân nếu mà điều khiển tốt ở những cái chuồng mà nó đạt yêu cầu tối đa đấy thì chuồng này nó có thể điều khiển đến 27 độ. Với việc nuôi gà trong chuồng kín, được trang bị các thiết bị làm mát đầy đủ, gà sẽ được sống trong điều kiện môi trường tối ưu. Vì thế, chúng sẽ phát triển tốt và hạn chế được dịch bệnh. Đàn gà hôm nay đến kiểm tra thì thấy tình trạng đàn gà rất là tốt, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, kể cả trống và kể cả mái. Vì nuôi trong cái chuồng mát này thì nó có cái thuận lợi là con gà nó không bị rét nóng, nhất là vào những hôm thời tiết nó 39 độ, 40 độ ngoài trời. Đấy, cho nên là khi con gà nó sống trong một cái điều kiện thời tiết lý tưởng như vậy thì nó sẽ ăn tốt. Đấy, và nó không bị nhiễm các cái bệnh. Từ ngày mà anh đang chuyển gà sang bên này thì thấy gà phát triển tốt hơn khu chuồng cũ không anh? Thực ra là cái khu chuồng cũ của nhà mình ấy với cái khu chuồng này thì được thiết kế như nhau. Nhưng cái chuồng này thì nó có một cái thiết kế cải tiến hơn một chút là cái hệ thống máng ăn hoàn toàn tự động. Tức là máng ăn con người mình không phải đi đổ cám từng cái ô máng nữa. Nếu quý vị quan sát kỹ một chút thì có thể thấy rằng những con gà thông thường khi ăn chúng sẽ có tập tính là vừa bới vừa ăn. Theo các chuyên gia chăn nuôi thì đó xuất phát từ tập tính tự nhiên của chúng. Chúng sẽ lựa chọn những cái loại thức ăn ngon và phù hợp. Tập tính vừa bới vừa ăn trong chăn nuôi gà chính là điều khiến nhiều nông hộ chăn nuôi đau đầu, bởi việc vừa bới vừa ăn sẽ gây hao tốn thức ăn trong quá trình chăn nuôi. Ấy vậy mà ở trang trại của anh Giang thì lại hoàn toàn không có điều này. Vậy thì những chú gà này đã được anh Giang tập luyện như thế nào? Nói là tập luyện nhưng thực tế không phải. Bí quyết của anh Giang là đây: những chiếc máng ăn hoàn toàn tự động. Khác biệt với hệ thống máng ăn thông thường, khẩu phần thức ăn cho gà trong ngày sẽ được người nuôi tính toán và lập trình sẵn theo độ tuổi của gà. Mỗi ngày, công nhân chỉ cần đưa cám lên bể chứa. Hệ thống motor và cảm biến trong khu chuồng sẽ tự động điều chỉnh lượng cám đưa vào máng theo đúng lượng và thời gian quy định. Cho ăn bằng cái máng này so với cái máng thông thường thì cái máng này sẽ tiết kiệm được cám văng nó, và khi mà cho ăn máng thông thường thì nó sẽ bị văng ra ngoài đất và con gà nó sẽ không ăn được hết những cái cám đấy, nhưng mà cái máng này nó tối ưu được cái đó, nó sẽ không văng cám ra ngoài. Nó được bao bởi một cái vành đai xung quanh để cho con gà nó thò cổ đây và nó ăn. Cái máng này nó không văng, cho nên là khi mà cám đổ vào đây là nó không có hiện tượng là rơi vãi ra phía bên ngoài. Khi cái gà nó xô trong này, nó có một cái hệ thống ruột gà đầu trên kia của nó, là nó có một hệ thống silo. Đấy, khi người ta đổ cám ở đấy và đầu cuối kia của nó có một cái motor nó chạy, nó sẽ cuốn cái ruột gà này chạy thì cám nó sẽ chạy, nó chạy đi theo cái hệ thống này. Đúng rồi. Đấy, và cái việc điều chỉnh tốc độ cám nhanh hay là chậm nó ở cái then đây này. Đấy, khi ta đóng vào thì coi như là cám nó chảy xuống, mà khi ta mở ra đây, mở ra là cám nó chảy xuống ngay. Như vậy, với việc sử dụng hệ thống máng ăn tự động, anh Giang đã loại bỏ được tối đa tình trạng gà bới thức ăn, nhờ đó giảm thiểu tối đa việc hao phí thức ăn trong quá trình nuôi. Không những thế, với việc tính toán khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi, cho ăn đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng, nên đàn gà phát triển tốt và đồng đều.
Đây này, đít xét. Chăn nuôi thì không giống như gà Lương Phượng, gà Lạc Thủy thường không tích lũy mỡ, cho nên là trong quá trình chăn nuôi thì người chăn nuôi không cần quá lo lắng bởi cái việc là phải điều chỉnh trọng lượng gà theo đúng tiêu chuẩn. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt ngẫu nhiên một con gà Lạc Thủy để cân thử xem là với độ tuổi hơn 7 tháng tuổi như hiện nay thì đàn gà nhà anh Giang đang đạt trọng lượng như thế nào. Theo chuyên gia Sơn, ở 32 tuần tuổi, gà mái sinh sản cần đạt trọng lượng từ 1,8 đến 1,9 kg một con. Còn đây là trọng lượng thực tế. Đúng như dự đoán, gà nhà anh Giang đạt trọng lượng trung bình là 1,85 kg một con. Thì bình thường gà này nếu mà nuôi chuồng thông thoáng tự nhiên chỉ được khoảng cân 7 đấy. Nhưng mà gà này là nếu mà khoảng cân 8, cân 9 tốt. Tất nhiên nó cũng có con to, con nhỏ mà. Đấy, nhưng mà cái chất lượng gà, cái tuổi như thế là được. Khối lượng thế là đạt yêu cầu. Gà này là một giống gà tích lũy, không có tích lũy mỡ. Dưới da nếu có thì cũng tỷ lệ rất là ít, cho nên là không đáng ngại. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn này là giai đoạn người ta cũng đã khống chế thức ăn rồi. Mỗi một con chỉ ăn có một lạng thôi. Có thể là do là việc anh Giang cung cấp thức ăn theo cái hệ thống tự động như thế thì cái việc tính toán khẩu phần ăn thì rất là chính xác. Khẩu phần ăn là nó được tính toán trên cái tổng đàn gà nuôi hàng ngày. Và từ tổng đàn gà như vậy người ta sẽ nhân với 100 gram. Cho người ta sẽ tính ra cái lượng ăn thôi. Đúng đấy, 8 thôi. Đấy. Nghe chưa? Đấy. Liệu với cái trọng lượng gà đạt tiêu chuẩn như thế này thì gà ở 7 tháng tuổi của gia đình nhà anh Giang có đẻ đúng cái tỷ lệ của chuyên gia đưa ra hay không? Ngay bây giờ thì xin mời quý vị bà con hãy cùng chúng tôi kiểm tra cụ thể. Đối với giống gà Lạc Thủy ở 32 tuần tuổi, cần đạt tỷ lệ đẻ từ 45 đến 48%. Khối lượng trứng này nó chắc ở tầm cỡ khoảng sắp chỉ 50 gram nhỉ. Mình sẽ cân thử luôn nhé. 200. 200 gram chia cho 5 là 40. 40 gram. 40 gram. Vậy thì với những cái quả trứng như thế này thì đã đảm bảo cái tiêu chuẩn để đưa vào lò ấp hay chưa, và cái chuyên gia có thể nhận xét chung về cái phẩm chất của trứng cũng như là ngoại hình của trứng? Trứng gà Lạc Thủy mà tiêu chuẩn đưa vào ấp thì nó chỉ cần cỡ vào khoảng 32 gram trở lên ấp được rồi. Trứng này là được khoảng 40, thậm chí có quả to có thể được 42. Nó sẽ tăng dần lên đạt được cỡ khoảng độ 47-48 gram ở cái giai đoạn cuối kỳ. Đấy, cho nên là cái khối lượng trứng này ấp hiện nay là rất là đẹp. Thứ hai nữa tức là mặt vỏ trứng rất là nhẵn, nhẵn, không có cái sạn vôi. Cái thứ ba nữa tức là màu trứng là hồng hoặc là phớt hồng. Ví dụ như quả này là hồng hoặc ví dụ như quả này là phớt hồng. Đấy, là rất đẹp. Đấy. Và trứng là cân đối. Đấy, đây, đầu to đây, đầu nhỏ đây. Vâng, thì ở lứa tuổi này thì gà đang đẻ bao nhiêu phần trăm mỗi ngày anh? Như đàn này của nhà tôi thì hiện tại là đang đẻ 50%. 50%. Tỷ lệ 50% như hiện nay là đẻ là đạt yêu cầu rồi. Nhưng mà tỷ lệ này nó không kéo dài lâu đâu. Vì đây là cái tuổi đỉnh cao, gà này nó sẽ bắt đầu đẻ đỉnh cao từ 28 tuần cho đến 32 tuần. Chắc tuần sau nó sẽ xuống. Đấy. Nhưng mà nó sẽ xuống một cách từ từ. Như vậy, ở 32 tuần tuổi, đàn gà nhà anh Giang đẻ trứng đạt tỷ lệ cao hơn so với yêu cầu của quy trình. Chất lượng trứng gà tốt, trọng lượng đạt tiêu chuẩn. Theo chuyên gia Sơn, với chất lượng trứng gà như hiện tại, hứa hẹn lứa gà giống ra lò trong đợt tới sẽ khỏe mạnh và đạt tiêu chuẩn.
với lương tâm của một người sản xuất giống, không riêng thì tôi và tất cả mọi người thì đều mong muốn là mình sẽ sản xuất ra một cái con giống của cơ sở mình là phải tốt, tối thiểu là bằng mọi người, hoặc nếu hơn được thì tốt. Và đặc biệt thì tôi lại tham gia chương trình khởi nghiệp, thì tôi mang những cái con giống này đến cho các cái nông hộ khởi nghiệp. Chính vì vậy là con giống của tôi làm ra là phải tốt, và để khi mà mình đưa cái con giống tốt cho bà con nông dân thì là sẽ không ảnh hưởng gì đến những cái mà chuyên gia bỏ công ra để tư vấn hỗ trợ mình trong suốt quá trình. Hiện tại mỗi tuần anh Giang sẽ cho ra lò 2 mẻ gà giống với số lượng trung bình từ 5.000 đến 1 vạn con. Gà giống sau khi ra lò sẽ được anh Giang chủng ngừa vaccine đầy đủ và vận chuyển đến tận tay khách hàng. Với việc đầu tư kỹ thuật chăn nuôi bài bản cùng với sự giám sát chặt chẽ từ chương trình khởi nghiệp, anh Giang đã dần khẳng định thương hiệu của mình với khách hàng. Số lượng đơn đặt hàng liên tục tăng lên theo từng năm. Với cái quy mô như thế thì hiện tại thì bên hợp tác xã chúng tôi là chưa đủ cung cấp cho thị trường. Và để mà nói thì với cái kỳ vọng của tôi thì nó vẫn chưa đạt được cái ngưỡng mà tôi mong muốn. Chưa hài lòng với những kết quả đạt được, trong năm 2019, anh Giang đang cùng với các thành viên trong hợp tác xã và chuyên gia khởi nghiệp tiến hành nghiên cứu, lai tạo ra giống gà Lạc Thủy mới phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thị trường. Tôi định hướng cho anh Giang là sẽ đi vào chọn lọc một cái bộ giống gà bố mẹ Lạc Thủy nó có cái chất lượng tốt nhất. Vấn đề thứ hai tức là khi sản xuất ra con gà giống là con gà con nó phải đảm bảo cái sạch bệnh, tức là nó không có nhiễm các cái bệnh lây truyền từ bố mẹ, ví dụ như là bệnh Mycoplasma, bệnh bạch lỵ, bệnh E. coli. Đấy. Và vấn đề thứ ba nữa tức là trong một vài năm tới thì tôi sẽ giúp đỡ anh Giang sẽ sản xuất ra một cái bộ giống gà Lạc Thủy, nó gọi là gà Lạc Thủy 2, tức là gà Lạc Thủy cải tiến đấy. Đấy, nó vẫn giữ được cơ bản những cái nét của con gà Lạc Thủy 1, nhưng mà về mặt khả năng đẻ trứng sẽ tốt hơn. Cái con gà con khi đẻ ra thì cái chất lượng thịt nó, tức là cái tỷ lệ thân thịt nó sẽ cao hơn. Song song với việc đầu tư kỹ thuật chăn nuôi gà, trong thời gian này, anh Giang đang tiếp tục mở rộng hệ thống chuồng nuôi, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang bị các thiết bị hiện đại bên trong khu chuồng để cải tiến và nâng cao chất lượng đàn gà giống bố mẹ. Đây là cháu đang lắp đặt cái hệ thống tự động mà đang nhờ em Quyền, đây là cũng là tham gia chương trình khởi nghiệp, em ấy hỗ trợ về cái mặt kỹ thuật. Và Quyền ơi, xin chào. Chào em. Nhân vật mà anh Giang nhắc tới chính là Lê Đình Quyền ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quyền là một trong những nhân vật trẻ tuổi nhất trong chương trình khởi nghiệp của VTC16. Với những ai đã từng theo dõi chương trình gala hành trình khởi nghiệp của VTC16 trong năm vừa rồi sẽ không thể quên nhân vật ấn tượng này. Anh đã mang đến trường quay của kênh VTC16 một sản phẩm đặc biệt, đó là robot thu hoạch rau do anh tự tay sáng chế. Hôm nay tôi mang cả con robot tới đây là một phần là để giới thiệu về con robot và công nghệ trồng của mình, một phần nữa là để chia sẻ cho tất cả các anh em, bạn bè và tất cả mọi người, ai có nhu cầu. Tham gia chương trình khởi nghiệp từ tháng 10 năm 2018, dưới sự hỗ trợ của chuyên gia chương trình khởi nghiệp, ước mơ làm giàu từ mô hình trồng rau thủy canh đang từng bước thực hiện. Tuy mô hình mới phát triển và còn nhiều vấn đề cần thử nghiệm, cải tiến, nhưng với tinh thần ham học hỏi và đam mê của mình, thông qua chương trình khởi nghiệp, Quyền đã truyền cảm hứng cho không ít những người trẻ có cùng đam mê khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến với chương trình ra khởi nghiệp thì mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là nếu đã có ước mơ thì hãy làm, và đã làm thì không bao giờ được từ bỏ.
Vốn là một kỹ sư tự động hóa, Quyền có thế mạnh trong việc thi công, lắp đặt các công trình, thiết bị tự động phục vụ sản xuất. Quen nhau từ chương trình gala Hành trình khởi nghiệp của VTC16, anh Giang và Quyền đang tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển mô hình. Cháu đang nhờ chỗ em Quyền lắp đặt cho là cái mục đích của cháu là sẽ cảm biến được cái nhiệt độ ở trong chuồng và để làm cho cái nhiệt độ theo ý muốn của mình. Thứ hai nữa là thêm một cái tủ nữa là khi mà mất điện thì nó sẽ tự động nó nổ máy nổ. Và khi nào mà có điện lưới thì nó sẽ tự động nó tắt máy nổ cho mình để giảm công nhân. Và hai cái tủ điều khiển. Hai cái tủ điều khiển hệ thống máy phục vụ cho cái chăn nuôi của cháu. Dạ vâng ạ. Thì như ở đây thì em lắp cho anh Giang với hệ thống là tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay là sử dụng công nghệ là tự phân tích dữ liệu, so sánh. Nhưng thường bình thường thì anh Giang để chế độ tự động là để tự máy nó tự xử lý tín hiệu. Và bất kể tín hiệu nào vào đây thì toàn bộ máy trong này nó tự xử lý qua mạch điều khiển, qua một số dữ liệu điều khiển để điều khiển vào quạt, hệ thống máy bơm cũng như là hệ thống máy phát điện chạy để đảm bảo được nguồn điện và nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực nuôi gà của mình là lúc nào cũng ổn định theo một cái mức mình đã đặt cố định rồi. Đây mình và sẽ cài đặt toàn bộ ở đây. Cài đặt toàn bộ trong cái tủ này. Là đây là tủ hoàn toàn là điều khiển. Còn các hệ thống ngoại vi, ví dụ như cảm biến các thứ thì em sẽ đặt ở trong chuồng để nó biết chính thức được cái nhiệt độ chính xác ở trong là bao nhiêu để thay đổi được nhiệt độ và quyết định lệnh cho quạt bao nhiêu cái. Hệ thống vận hành thiết bị chuồng nuôi tự động được anh Giang đầu tư với tổng chi phí là hơn 50 triệu đồng. Với hệ thống này, trong thời gian tới, lứa gà 5.000 con của anh Giang với hơn 1.000 mét vuông chuồng nuôi chỉ cần một nhân công vận hành duy nhất, thay vì 3 đến 4 nhân công như hiện nay. Không chỉ tiết kiệm nhân công lao động, chi phí điện, nước trong vụ nuôi có thể giảm tới 30%. Thực sự ra thì cái 50 triệu thì không phải là quá nhiều so với lại cái vốn đầu tư. Nó sẽ được khấu hao rất là nhanh khi mà nó sẽ tỷ lệ nghịch so với lại cái quy mô đàn nuôi ở đây. Mà tôi biết là cái đàn này, chuồng của Giang nuôi là thông thường là cái chuồng này nó phải nuôi, nếu mà đạt quy mô là phải cỡ khoảng độ 4-5.000 gà. Đấy, cho nên là cái chi phí điện để phục vụ cho 4-5.000 gà trong cả ngày đêm ở một cái chuồng kín này nghĩ là rất là tốn kém. Nếu như thông qua cái hệ thống thiết bị điều khiển tự động này thì nó sẽ giảm. Thứ nhất là giảm cái nhân công. Đấy. Thứ hai là giảm cái chi phí về điện năng. Thứ ba nó tức là nó sẽ đáp ứng kịp thời với cái nhu cầu sinh lý của con gà. Khi mà nó cần mát thì máy nó sẽ điều khiển. Đấy, cái đó là tôi cho là rất là hợp lý. Mà nhất là cái công nghệ hiện nay thì các cái thiết bị đã bán sẵn rồi. Quan trọng nhất là mình sẽ tiếp cận cái thiết bị nào để mình lắp cho nó phù hợp với cái điều kiện của gia đình nhà mình. Về mặt chuyên môn thì mỗi một ngành khác nhau, nhưng mà cái thiết bị tự động thì tôi cho là có thể là áp dụng tương tự như nhau. Bạn Quyền đây thì là một cái hộ chăn nuôi, một cái hộ mà làm rau sạch. Thế chứ nếu mà thông qua cái trình trải nghiệm mà các bạn liên kết với nhau mà tương trợ với nhau về cái công nghệ để giải quyết trong cái vấn đề xử lý cái vấn đề cái hiện trạng sản xuất ấy, thì đấy là một cái điều mà chuyên gia chúng tôi cũng rất lấy làm phấn khởi và rất là vui mừng. Như vậy là với việc đầu tư kỹ thuật bài bản cùng với sự hỗ trợ của chương trình khởi nghiệp cũng như là các nông hộ khởi nghiệp ở đây, tin chắc rằng trong thời gian tới thì cái mô hình của anh Giang sẽ ngày càng phát triển và đạt hiệu quả cao. Đến đây thì chương trình khởi nghiệp xin phép được chia tay anh Giang cũng như là Quyền ở đây ạ. Rồi, xin chào chương trình và chào chuyên gia. Cháu sẽ hứa là sẽ đầu tư cái khu này là một trong những cái trang trại nuôi gà nó thông minh và hiện đại nhất hiện nay. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng cập nhật tình hình sản xuất của các nông hộ khởi nghiệp trong tuần. Ở lĩnh vực chăn nuôi, tuần qua nông hộ Bùi Quang Vụ ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành nhập lứa gà thứ 7 với chương trình khởi nghiệp với số lượng là 1.200 con. Thay vì nuôi gà thương phẩm như các lứa trước,
Lứa này, anh Vũ đã chuyển hướng sang nuôi gà sinh sản. Chương trình khởi nghiệp sẽ định hướng và tiếp tục đồng hành cùng anh ở lứa nuôi này. Ở lĩnh vực trồng trọt, nông hộ Lê Hữu Diện ở xã Trung Cao, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã thông báo với chương trình, ông đã hoàn thiện việc bao bọc bưởi theo đúng hướng dẫn của chuyên gia. Năm nay, với việc đầu tư kỹ thuật bài bản, hứa hẹn năng suất bưởi sẽ cao gần gấp đôi so với năm ngoái. Một tín hiệu vui đến từ nông hộ thủy sản Phạm Văn Tiến ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong thời gian nắng nóng kéo dài vừa qua, vùng nuôi thủy sản tại địa phương thường xuyên xảy ra dịch bệnh và thất thoát nhiều. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình cùng với hướng dẫn của chuyên gia khởi nghiệp, anh Tiến vẫn quản lý tốt đàn cá. Dự kiến khoảng một tháng nữa, anh sẽ xuất bán lứa cá thứ ba với chương trình khởi nghiệp. Mức doanh thu dự kiến theo kế hoạch lên tới 1 tỷ đồng.